Mẹ ơi, con luôn đi học thật sớm và ra về sau cùng. Con biết việc học là quan trọng. Nơi luôn cố gắng hết sức như một nhà vô địch. Vì con muốn làm mẹ tự hào. Vì con muốn làm mẹ thật vui. Để làm một nhà vô địch thật sự, con phải tập không bỏ cuộc, tập vượt qua nỗi sợ, tập chia sẻ với bạn bè để thấy mình tiến bộ từng ngày. Khi đó con biết mình là một nhà vô địch thật sự và chưa cần điểm 10 hay phí chương toán. Những bước tiến nhỏ trong rèn luyện thể thao sẽ giúp con vươn xa hơn mỗi ngày. Hãy để trẻ lớn khôn cùng thể thao. Milo, năng lượng bền bỉ cho trẻ vươn xa.